Chúng ta sống trong cuộc đời này ai cũng đến với nhau, chúng ta phải có lợi ích. Không có lợi ích đến nhau làm gì? Các vị công nhận không? Trời ơi, đời đạo mà. Quý Phật tử về đây quý vị cũng có lợi ích mà. Quý có niềm vui mới lợi đây chứ trẻ. Đúng không? Nên cuộc đời đều có cái lợi ích của nó mà đến với nhau. Mà cái lợi ích là mình phải nhìn rộng cái lợi ích. Cái lợi ích mở rộng á là vừa có tình cảm con người, vừa có sự chân thật mà phải có cơm ăn áo bặn. Chứ nếu như mà có lợi ích là vui không, mà không có cơm ăn áo bặn lấy đâu để vui? Trời ơi, đạo mở rộng ra chứ. Nào, còn thí dụ như cái cuộc sống của chúng ta thì cái gì mình học Phật mà tin nhân quả, cái gì nó đến với mình nó sẽ đến với mình thôi. Chứ mình có lo nghĩ gì mình là cái gì đâu mà mình sợ người ta gạt mình. Gạt mình làm gì? Trời, mình có cái bộ xương khô, gạt mình làm cho nó mệt chứ. Tôi chưa bao giờ tôi nghĩ tôi có một cái gì trong cuộc đời này hết. Danh lợi đối với tôi không có quan niệm đến điều này. Chỉ cần đến với nhau, tình bạn chơi với nhau đẹp, chân thật, nhiệt tình, uy tín là được rồi. Những chuyện khác chuyện ai nấy làm, hiểu không? Miễn làm sao mà làm đặc biệt, tuyệt vời, đúng đắn là được rồi. Giống như chuyện làm ăn xã hội, chúng ta có quyền cạnh tranh đúng đắn, đúng không? Ai mở ra công ty cũng có quyền thu hút khách hàng. Chỉ cần làm sao bạn là thu hút khách hàng bằng một cách đúng đắn, đàng hoàng. Bạn đừng có chơi lừa bịp, bạn đừng có chơi điểu thôi. Bạn chơi đúng đi, thì bạn có quyền để thu hút khách hàng. Trong cái chuyện này bình thường gì đâu. Rồi những đứa hỏi vị chùa chiền có thu hút Phật tử không? Trời ơi, nói gì đời, đạo cũng vậy thôi. Ông thầy cũng phải đặc biệt có khả năng thu hút Phật tử. Từ cách nói chuyện, từ cách tổ chức chương trình, từ cái làm này làm kia, mỗi ông thầy đều phải có khả năng để phát huy, để thu hút Phật tử. Đúng không? Trong đạo còn gì nữa chứ đời. Bây giờ những đức nói thiệt quý vị nghe nha. Nhà Đức tổ chức gì mà về chùa này không có ai cúng một cắt nào chứ, khỏi tổ chức. Lấy gì tổ chức? Nói thì nói thầy về đây quý vị chỉ cần tu an lạc là được rồi. 50% xạo. Nói lấy lòng cho người ta, người ta thấy mình đã tội nghiệp, người ta cúng dường thôi. Chứ ngoài ra mà không có cúng một cắt nào lấy gì làm? Cái gì trong cuộc đời này mà không ăn, không có tiền lấy gì ăn, hiểu không? Đó, xe chạy có đủ xăng không? Nó thầy chùa chạy xe ra đường đổ xăng, nó lấy 2 triệu vẫn là lấy 2 triệu, chiều rưỡi vẫn là chiều rưỡi. Chứ có bao giờ nó thầy chùa mà con không lấy tiền thầy không? Đúng không? Thầy chùa đi xe buýt thì cũng lấy tiền mà. Vậy thì thầy chùa cũng phải xài tiền thì phải có tiền. Mà cái cách kiếm tiền làm sao cho nó đàng hoàng, đúng không? Đó, kiếm tiền cho đàng hoàng. Nên thầy chùa cũng kiếm tiền, mà cư sĩ cũng kiếm tiền, ai cũng kiếm tiền. Vì có tiền thì mới làm được chuyện trong cuộc đời này, đúng không quý vị? 3 ngày nay về đây tổ chức gì mà không có tiền, biết lấy gì tổ chức? Biết không? Mày xác thực đi. Khi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật không có giữ tiền. Nhưng mà Đức Phật thì làm cái chuyện khác. Làm chuyện gì? Trưởng giả cư sĩ quốc vương đại thần, Phật Đức Phật đi đến đâu là họ cắt sẵn tịnh xá cho Đức Phật. Rồi Đức Phật á, sử dụng mà không sở hữu. Giảng kinh thuyết pháp 10 năm, 5 năm xong đi thì trả lại cho người ta. Đi đến nơi khác có người cắt nữa. Rồi người ta đem đồ ăn thức uống cứ cúng tại chỗ. Rồi cầm bình bát đi khắc thực. Khả năng của bậc A-la-hán khi mà qua 12 giờ không cần đi khắc thực, ngồi thiền định. Còn chúng ta qua 12 giờ mà không ăn thì chúng ta bị bệnh. Đúng không? Xác thực đi. Tu hành mà phải xác thực. Nói chấp nhận không? Nên tại sao mà người ta thích nghe tôi giảng thì tôi giảng thật. Thật giảng là đẹp. Thấy không? Mà quý vị để ý nhận Đức nghe, cái thật nhận Đức nó có cái khôn nằm bên trong. Đúng không? Chứ không phải thật mà ngu.
ngu sao nuôi được 2.000 người. Hiểu không? Trời ơi, quý vị biết rồi. Trong đạo tôi thấy rõ ràng. Không? Nên á, thí dụ như là có khi những đức đi ngang người ta, người ta đưa tiền, đưa tiền, đưa tiền, thấy không? Thì những đức lên, những đức dạng, đức nói quý vị cứ bỏ thùng tam bảo đi. Thì cuối cùng ta cũng bỏ thùng tam bảo, cũng vô tay những đức thôi. Đúng không? Người ta đưa tiền cho những đức, thì những đức cầm, thì nhiều người nhìn ngó. Những đức kêu ta bỏ thùng tam bảo đi. Mà lần nhất những đức là nhiệt tình, những đức giảng pháp cho người ta nghe, nhiệt tình tu với người ta. Người ta thương những đức quá, thì người ta cái gì tốt đẹp ta phải đưa những đức. Chứ sao đưa ai giờ? Hiểu không? Nên mình là ông thầy, mình có sự tự tin là ngay chỗ này nè. Mình có khả năng giảng pháp, mình hướng dẫn ta tu, mình giúp ta được an lạc, mình giải quyết vấn đề buồn khổ cho người ta. Thì khi vị làm được điều đó thì quý vị kêu người ta thôi, quý vị cúng đâu cúng đi đến chùa thầy tu là được. Nó không, còn phải cúng chùa thầy rồi. Đúng không? Cái ăn tình mà. Cái này là mình phải nắm được cái tư tưởng. Thì mình làm mình yên tâm lắm đúng không? Còn bây giờ mình dùng bao nhiêu cách để cho người ta cúng, nhưng mà mình không cho người ta sự an lạc, mình không có giảng dạy cho người ta nghe, mình bỏ bê người ta đại, mà mình muốn có tiền không à? Lấy đâu có? Lấy đâu có? Đúng không? Đó, nên quý vị nghe từ những đức thôi, quý vị cũng suy ra chính bản thân mình. Nên áp dụng cái cuộc đời làm sao mà giữ chữ tín cho nó nghiêm túc. Hiểu không? Giữ chữ tín cho nó cực kỳ quan trọng nghe, chữ tín là quan trọng đó. Yên tôi là tôi duy trì chỗ này á. Đó. Quý vị thấy từ ngày xưa tới giờ có bao giờ mà quý vị nghe những đức nói những đức xin tiền quý vị không? Từ xưa giờ luôn á. Chưa bao giờ đúng không? Nhưng mà những đức làm cái gì, những đức kêu quý vị làm. Không? Như nó đổi phương pháp. Như đức có xin tiền quý vị mà như đức kêu quý vị làm á. Mà như đức có khả năng, như đức giảng ra cái môn đó là công đức thù thắng. Không? Đó, 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 cái này mất tiền kêu nè. Hiểu không? Còn vô nhiều nơi đi, người ta vừa tụng hồi kinh xong, người ta vừa tụng hồi kinh xong, bắt đầu là ta nói là chùa gì vậy, đang cần gì quý vị, mọi người chung tay. Nó bị sốc. Nó bị sốc kinh. Sốc kinh. Sốc kinh kệ. Hiểu không? Thấy không? Nguy hiểm không? Vừa tụng kinh xong an lạc ghê. Mà nghe nói cái chuyện mà bây giờ đang cần cần vậy, mỗi người chút chút vô là tự nhiên mình tụng kinh nó không tiêu hóa được liền. Thấy không? Bị gói loạn tiền đình. Nguy hiểm quá. Hiểu không? Mà những đức thì quý vị giờ đây, những đức giúp quý vị tiêu hóa xong rồi. Khi quý vị tiêu hóa được rồi thì tiêu hóa vô đâu? Thùng tam bảo. Thấy không? Thấy tiệt chiêu chưa? Nói người ta nói mà người ta làm người ta nói thiệt mà. Nếu ai làm thiệt thì làm đi. Nói thiệt mà còn không làm được đừng đi chi mà nói mé mé. Nói mà cái chuyện mà nuôi 2.000 người là không đơn giản rồi. Biết bao nhiêu mà nói là mà tiền bạc mà bà đổ vô. Rồi xây chùa chiền làm bao nhiêu việc kinh khủng quá. Bao nhiêu đôi tay kết hợp. Bao nhiêu con người làm việc này quý vị thấy không? Lễ lọc đông như vậy mà giờ này quý vị qua bên chùa bên kia có phải sạch bóng không biết. Vì thôi một tổ chức đơn giản lắm mà. Ai mấy người làm được điều này? Bây giờ ông chủ ông đứng kế bên mà nhân viên nó còn làm ẩu. Còn cái này làm xong rồi những đức lên xe giọt. Rồi đó, để lại đó làm đi, giải quyết đi. Không có cần suy nghĩ tới nói nhiều với chuyện này. Tự mà xem xét rồi tự mà làm đi. Tại vì sao? Trước khi lễ những đức hợp, những đức nói rõ ràng á. Nói về tư tưởng của cái việc mà công quả cho người ta nghe. Bây giờ anh làm biến thì anh thiệt thòi. Những đức đánh mạnh vào anh làm biến thì anh thiệt thòi. Anh siêng năng thì anh trí tuệ. Thấy chưa? Ví dụ như anh ngoài đời đi, anh nghĩ rằng bây giờ trước mặt chủ anh làm nhiều, đang chủ cho tiền anh. Nhưng anh lộ liền. Người ta làm nhiều mà chủ không nhìn thấy, nhưng người ta sẽ được thấy.
Về sau người ta gom hết phước báo đó rồi, cái chặng cuối cùng người ta tung một phát thôi, người ta lên luôn đó. Còn anh thì anh là dùng cái cách là trước mặt chủ anh chạy lăng xăng. Ban đầu thì anh cũng kiếm được chút cháo, nhưng mà sau này cháo cũng có húp. Giả dối mà, thấy không? Giả dối là thất bại quý vị, thấy không? Chúng ta có thịnh thì có si, nhưng mà cái chân thật đạo đức thì mình cho nó thịnh, thì mình có đắc dung thân. Khi mình đi đến đâu cũng có người dùng mình á, hiểu không? Như những đứa coi phim Tam Quốc á, Tào Tháo là gian lắm á, gian vậy đó mà phái Quan Trường, Quan Vũ á, chỉ đúng thích Quan Vũ cái gì? Trung nghĩa. Tào Tháo rất là thích Quan Vũ, trung nghĩa quá, rất rõ ràng luôn. Tuy là thất thế xa cơ, được Tào Tháo lo cho, nhưng mà nó rõ với Tào Tháo, bất cứ lúc nào tôi biết huynh tôi ở đâu là tôi trở về bên huynh tôi. Nên Tào Tháo rất là thích Quan Vũ, một con người rõ ràng dù chết cũng trung nghĩa. Thấy không? Trung nghĩa. Mình mà có được một chút tư tưởng trung nghĩa thì ai chơi mình cũng yên tâm. Thấy không? Cuộc đời của người quý vị à, mấy chục năm ngắn ngủi rồi chúng ta qua cuộc đời mình. Người xưa nói câu hầm chết để da, người ta chết để tiếng. Con người chúng ta sống làm sao mà ít gì mình chết người ta đi ngang, hoặc phần mộ mà người ta cũng nhìn mình chút. Giống như câu chuyện của Tằng Cói, Nhạc Phi Tằng Cói, mà bao nhiêu trăm năm nay mà ở bên Trung Quốc, mà cái nơi mà thờ Nhạc Phi là người ta vô người ta lại, mà ta làm tượng của vợ Tằng Cói, và Tằng Cói quỳ ở trước phần mộ của Nhạc Phi. Mà khách người ta đi đến cái nơi đó, người ta tham quan du lịch, là người ta đi ngang tượng của Tằng Cói và vợ Tằng Cói, là khạc nhổ nước miếng vô mặt. Mà những cái pho tượng, những người gian thần đó, mà tính ra nhiều trăm năm nay rồi, mà bị người ta luyện, người ta đập mà đá mà sắt mà cũng mớp luôn, làm tượng nó lỡ hoài, mà làm để cho người ta đập, làm để cho người ta đập. Còn người ta vô trong cái tượng Nhạc Phi là người ta cúi đầu cung kính. Quý vị thấy không? Một đời gian thần uổng cho làm gian thần. Một đời trung quân ái quốc, thông minh cho người trung quân ái quốc. Đúng không? Cũng là một thờ thôi. Bây giờ những đức đây mai đây cũng đến lúc qua chết. Đúng không? Bây giờ bao nhiêu con người ta gì, tại sao mình không đến cho nó đẹp đi? Cuộc đời mình cũng là ba buổi cơm, nhưng mà lưu danh hậu thế vẫn là đẹp. Đặc biệt trong cuộc đời những đức vẫn thích hơn quý vị. Thấy không? Nên những đức nói là của thiên trả địa. Đối với những đức bây giờ là dùng của là dùng gì? Dùng của thiên là dùng của trời, của Phật á, trả lại cho chúng sanh luôn. Cái tâm dùng của đến mức gì rồi đó. Ngày xưa mình nghĩ dùng của cho cá nhân mình, giờ mình dùng của trời Phật luôn á, trả lại cho chúng sanh luôn. Có người ta đưa lại cho mình trả lại hết luôn, trả rải điều cho chúng sanh, để cho chúng sanh ai cũng được nhờ. Tại vì mình biết rằng khi mình chết mình không có cầm theo được quý vị ơi. Từ xưa tới giờ quý vị thấy có ai chết mà cầm theo của cái không? Nó có những người ta không hiểu, khi cha mẹ ta chết đi, người ta để một cục vàng vô miệng tầm bậy. Tiền bạc vật chất làm điều thiện điều tốt để hồi hướng cho cha mẹ mình chứ. Còn lúc cha mẹ còn sống thì mình cho ăn, mình quan tâm lo lắng đàng hoàng. Chứ giờ mình đợi đến chết mà mình để củ quý rồi trong người chi, nó đâu có kết quả gì đâu quý vị. Nên đó là người ta không hiểu đạo, ta làm gì đó. Nên mỗi một con người mình nghe đạo, cái tư tưởng mình nó tư duy sáng suốt, chánh tín, đàng hoàng. Nên đặt cái vấn đề gì, cái chữ tín cuộc đời, lòng tin, nói chuyện chân thật là việc cực kỳ quan trọng. Nên như Đức dạy các cháu nhỏ ba cái nền móng để lập sự nghiệp cuộc đời. Một là nhất định phải nói thật, nói thật, không nói lời giả dối. Hai là tuyệt đối không trộm cắp của ai. Ba là nhất định phải lễ kính. Phải lễ kính. Thí dụ như giờ mình đi hát đi,
chương trình mình có một bài hát, tiếc đối không hát bài thứ hai. Không hát bài thứ hai. Vì sao? Lễ kính. Tại vì cái chương trình đó ai biết được chương trình ta sẽ như thế nào. Mình thêm cái nữa nó sẽ ảnh hưởng chương trình. Đúng không? Cái thành công của chúng ta đặc biệt ngay chỗ này nè. Mình đi đến ở đâu mình lựa bài hát thiệt hay, mình đánh một phát, một bài một. Xong mình lên mình nói mấy câu ngon ngon, đơn giản thôi. Hát bài rồi xong, người ta yêu cầu hát quá trời. Thôi cho con lần sau đi nghe. Quá đặc biệt đúng không quý vị? Ban đầu giống như, quý vị biết gì sao mà nhà hàng mà người ta bán đồ ăn mắc không? Vì người ta trang trí đẹp mà ta để đồ ăn ít. Quý vị đi ăn nhà hàng quý vị thấy đúng không? Nó trang trí rất là đẹp mà để ăn nó có chút xíu, có vài muỗng hết trơn đồ ăn. Nên ít quá mình ăn cái ngon quá trời. Nên cuối cùng là mình đi về mình cứ thèm. Mới cố gắng lần sau lại ăn. Ra chưa? Thấy rõ ràng chưa? Nó. Nên từ nơi đó khi mà mình đi đến nơi nào mà đừng có nghĩ mình đến một lần mình làm cho tới đi, lần sau nghĩ đến vậy. Mình lợi mình vừa thôi. Rồi lần sau là tự nhiên người ta kết mình qua. Mình bước đến một cái là đúng không? Đó. Rồi tiếp tục lần sau cũng vậy thôi, lần sau nó dữ quá. Hiểu không? Mà từ khi cái chương trình đó là cái người mà đứng mà ngồi đó sắp xếp, họ mời quý vị thêm nữa, thêm đi, được rồi đó. Được. Thì biết rằng khi mà chương trình diễn gì, những đứa ngồi quan sát đại chúng, khi những đứa ngồi giảng gương mặt người ta làm sao, khi cái chị Kim Tho hát gương mặt người ta làm sao, còn người khác hát gương mặt làm sao, tới người thứ ba hát gương mặt làm sao, thứ tư gương mặt làm sao, những đứa thấy tần số họ giảm xuống, tới cái người cuối cùng là phải đánh lên cái show cao lên chút, cho nó mạnh lên chút để chi, để cho nó làm cho ta tỉnh lại, nghĩ liền thành công, đúng không? Cái môn nào cũng vậy chứ nghe. Ban đầu thì mình cứ rô đai, ha, tới nước cuối là phải rút một phát thì mới thành công. Chứ nước cuối mà đi lại nhầy là mình thất bại. Đó. Giảng rộng quá, tự suy nghĩ đi. Tôi nói chuyện đơn giản chứ cái câu tôi nói nó không có đơn giản đâu. Suy nghĩ cho kỹ. Đó. Quý vị thấy cái môn giảng pháp như Đức phải càng giảng càng hừng hực không? Càng giảng là càng lên đu, hừng hực hực lên. Chứ ban đầu mới vô không có cao tay quá. Ban đầu mới vô cao tay quá không lẽ cao đến đâu? Nên ban đầu mới vô vừa thôi một chút, nó phải lên đô thì người ta mới thấy thích. Hiểu chưa? Thấy hấp dẫn. Trời ơi, mới vô mà làm quá trần luôn, la lối ung sùm. Đến khi cuối cùng mệt tới ghê, chán quá, nói chuyện lề rề mệt tới ghê. Tự mình suy nghĩ ra nghe. Nên á, thấy không? Để thấy bài pháp hay chưa? Quá hay luôn. Đó. Nên cái gì cũng vậy, ban đầu mà vừa gặp nhau vừa thôi, rồi từ từ lên chút. Rồi quý vị là những đức nói quý vị đạt rồi đó. Đạt rồi, chắc chắn quý vị luôn. Nà, khiêm nhường, hạ mình. Danh từ thì xưng con với mọi người. Rồi đơn giản nói chuyện vài câu, nhưng không biết gì, nhưng ấn tượng người ta rất thường. Đúng không? Tại đa phần ai cũng nghĩ mình là tôi là người hiểu biết không à. Mình lại là người không hiểu biết, người ta mới thích mình chứ. Ví dụ như bây giờ 10 đứa con gái nó ngồi chung một bàn, 9 đứa nào cũng lành. Nhưng trong đó con nhỏ kia nó còn lanh ác đạn hơn 9 đứa này nữa. Nhưng mà nó làm sao? Nó cứ không biết gì chứ nha. Cứ không biết cái gì chứ. Rồi nó thấy 9 đứa kia trang điểm dữ quá, nó không có đu theo 9 đứa kia, mà nó thì lại giả nhà quê. Nó đạt liền.
Dạ nhà quê. Tại vì chín đứa kia trang điểm dữ quá, mà con nhỏ thứ 10 này mà cũng trang điểm như chín đứa kia, thì con nhỏ này cũng như chín đứa kia. Bây giờ con nhỏ này muốn lạ nhất là nhỏ này đừng có trang điểm, đơn giản bình dị quê mùa, thì tự nhiên nó lại đặt vấn đề đặc sắc hơn chín đứa kia. Nghe không? Nhưng khi nó nói chuyện thì nó nói chuyện rất là đặc biệt, rất là thông thái, rất là hiểu biết. Thì tự nhiên xung quanh sẽ quan tâm con nhỏ đó đâu. Nhỏ đó nhìn gì chứ, đặc sắc chứ không đơn giản. Đúng không? Đó. Nên quý vị biết rằng trong khi những đức giảng đơn giản mà vì sao nhiều người nghe? Là do những đức có một đặc điểm lạ. Đặc điểm lạ. Hiểu không? Đó. Cái lạ đó đó, cái lạ đó nó mới đặc biệt đó, chứ không phải gì dở chợ. Đúng không? Đó. Nên quý vị biết rằng từ nơi đó mà mỗi người thành công nó phải có góc độ cực kỳ sâu sắc. Mà cái sâu sắc gì nó cũng không bằng là cái chữ tín, rồi đàng hoàng, rồi thật thà và nhiệt tình. Nên quý vị nghe những cái đoạn chia sẻ này đi, quý vị nếu mà áp dụng chân thật là thay đổi cuộc đời quý vị đó. Chính những đức đã thay đổi cuộc đời của mình qua những cái hành động này nè. Từ một con người mà chân ướt chân ráo, mà gọi là vô danh tiểu tốt, mà làm nên việc ý nghĩa trong cuộc đời là gì? Nó phải có một tố chất chứ. Thấy không? Nó tố chất đi đến chỗ thành công. Nên những đức đọc cái quyển sách mà người Nhật viết, có một quyển sách Sự thành công đi đến từ chân thật. Đó, chân thật. Chữ tín cực kỳ quan trọng luôn, tuyệt đối không để mắc chữ tín được. Nên khi mỗi người chúng ta khi hứa một cái gì, quý vị nên cẩn thận. Không? Hứa cái gì nên cẩn thận. Nhất là chùa của mình. Khi hứa cái gì là chờ tới chừng nào mà còn một hai ngày nữa vô đề hả? Hả hứa? Ví dụ như chương trình chùa mình thật sự quý vị nhận đức điều chỉnh sao cũng được chứ. Muốn giảng nhiều thêm hay muốn giảng ít hơn đều được hết. Thí dụ như ai muốn hát ca gì còn ngày nữa báo cũng được. Không có gì khó chứ. Nhưng mà nó chắc ăn hơn là báo trước. Ồ. Báo trước mà lỡ mình đưa lên chương trình kẹt á là mình dính rồi đó quý vị. Mình dính cái mắc chữ tín. Dính cái mắc chữ tín. Nó cái đó là cái cực kỳ quan trọng luôn. Không, thật sự mà nói tội nghiệp người ta đoạn duyên cái việc. Chứ mình thì có gì đâu, mình bình thường. Nên từ nơi đó nhân đức thì vô cùng bình thản. Bình thản nhưng mà viết mà cái gương mặt lãng nhách luôn. Bình thản quá quý vị. Mà viết con người mình tu học viết nha quý vị, nó đạt tới cái trình độ vui vẻ là vui vẻ tự nhiên luôn quý vị. Giống như viết rồi mình gần với ai, gặp ai mình tự nhiên lắm quý vị ơi. Đúng là nếu quý vị đạt tới cái lối sống này thì đúng là tuyệt. Có nghĩa là quý vị gần ai, gặp ai, quý vị luôn luôn duy trì đúng cái phẩm chất của mình. Còn người ta tôn trọng hay khinh thường kệ người ta. Ghê không? Đó. Thường có người mình là ưa bị ngại ngùng, lo sợ này kia đủ chuyện quý vị. Rồi nó làm cho mình không còn ổn định bình thường về nội tâm mình. Nhưng mà mình tu học giết rồi mình chỉ muốn sanh cực lạc, là mình đối nhân xử thế, đối người tiếp vật giết mình tự nhiên luôn quý vị. Giết mình rất là tự nhiên luôn. Quý vị thấy ông ngồi cho công chúng gì mà giảng thuyết, quý vị thấy nhân đức rất là tự nhiên, diễn đạt tự nhiên vô cùng luôn. Cái đặc biệt của nhân đức là nó rất là tự nhiên đó quý vị ơi. Nhân đức coi lại nhân đức thấy, ồ không ngờ mình đã tự nhiên vậy luôn. Tự nhiên như người điên. Quý vị thấy không, cái người điên mà trước mọi người họ không biết gì, mà cái người mà hiểu biết mà trước mọi người mà họ giữ được tự nhiên là đặc biệt lắm quý vị. Trước mọi người mà giữ được tự nhiên, biết này kia nhưng mà trước mọi người mà giữ được tự nhiên, cái này là cái đặc sắc tự nhiên. Đúng không? Đó. Nên mình nghe đạo rồi mình hiểu, mình làm dâu làm rể gì trong một gia đình, bên vợ bên chồng đến nhà mình một lần ấn tượng đẹp là cái chỗ nào vậy? Niềm nở vui vẻ hoạt bát. Khi ví dụ như mình làm dâu đi và mình có gia đình riêng, lâu lâu gia đình bên nhà chồng đến nhà mình, niềm nở nhiệt tình,
cô chú ơi, anh chị ơi, ở lại nhà em nghe, bữa nay em nấu ăn ăn nghe, không có về nghe, ăn xong rồi mới đi về nghe không? Đặt rồi đó, đặc biệt rồi đó, hiểu không? Nó xong rồi chồng mình đang ngồi uống vài chai bia với anh em đồ, một hai chai mình ra mình nói mấy anh cứ ăn uống thoải mái nghe, nhà em tuy không có giàu nhưng mà có nhiêu đem ra hết nghe. Quá đặc biệt không? Mình không có biết uống bia gì nhiều, nhưng mà mình nói gót cho em miếng coi, cùng ly với mấy anh nè, cùng ly với mấy anh nè, nè ngồi chơi vui vẻ nghe vô. Rồi mình bước ra sau bếp liền, thì bắt đầu là ở ngoài này mấy anh bạn hay là anh em nói công nhận nha, vợ mày đặc biệt, đặc biệt không? Nên cái sự thành công của người đàn ông là phía sau có một người đàn bà đảm đang hiểu biết, hiểu không quý vị? Nên những đức ngồi trên đây nói chuyện, phía sau những đức nói với mấy cô mà trong chùa, đức nói là lo cho người ta đàng hoàng nghe, nhiệt tình niềm nở vui vẻ lo cho người ta nghe, đồ ăn thức uống người ta đem lại đem cho người ta ăn hết nghe không, không có giấu lại nghe chưa, nói rõ ràng hết, có nhiều đem cho người ta ăn hết. Nên cuối cùng quý vị lại đây vị thích rõ ràng thấy chưa, hiểu không? Đâu dám giấu đút đâu, hiểu không? Đó, chứ những đức mà bước xuống nhà bếp mà làm mệt gì làm mệt nghe, mà thấy gương mặt mà một đống như cái mền là có chừng á. Đó, có một lần những đức đi xuống nhà bếp gặp một cái cô của làm việc, cái mặt cô nhăn nhăn, chị đức hỏi ồ bộ cô bệnh nè, giật mình hỏi câu hết hồn, bộ cô bệnh nè, nói dạ con đâu có bệnh, vì sao mặt cô nhăn nhăn à, nói dạ con phiền não quá, nói vậy cô lên ngủ đi. Thà mắt đôi tay cô còn hơn để gương mặt cô đây làm gì, hiểu không? Bữa khác dùng đôi tay này, bữa nay cô mệt mà đi ngủ đi cho cô nghỉ đó. Nó nên có một cái nhà tù mà có một người lãnh đạo trong nhà tù này đặc biệt lắm, bắt nguyên một cái dàn người nữ này làm việc, nhưng mà ngày nào mà ngày tháng người phụ nữ là cho nghỉ. Mấy người kia hỏi vì sao cho họ nghỉ, nói ngày đó họ rất khó chịu, làm việc cũng không có chất lượng. Hiểu không? Nên mình là người đàn ông mà vợ mình vậy mình nên thông cảm, tại vì ngày đó tâm lý người ta thất thường. Khó chịu thất thường, đúng không? Mình thông cảm, nói hai em nghỉ ngơi đi, ngày nay để anh nấu cơm giữ con, cho con bú luôn, anh làm hết. Mình mà đàn ông mà như vậy thì vợ mình ngày đó nó sẽ khỏe, nó vui. Tại vì sao? Vì mình hiểu được tâm lý người ta ngày đó làm sao. Người ta đau bụng nè, khó chịu đủ chuyện, hiểu không? Cơ thể cảm thấy nó mệt mỏi, nó dơ giấy, nó bất tiện, nó khó chịu trong cơ thể của mình, đúng không? Cái cảm giác này những đứa không bị mà những đứa cũng có cảm giác này. Cảm giác hiểu không? Các vị thấy đạo đời chưa? Quá đạo đời sâu sắc mà. Bởi vì mấy ông mà nghe tôi giảng mà mấy ông về, mấy ông không biết đối xử với vợ mấy ông tốt là mấy ông quê lắm. Quá quê, quá quê. Giống coi cái ông kia, ông nghe như đức giảng, ông là ông nói nè, thầy thầy, vợ con nó bỏ con rồi thầy, bỏ con nó đi rồi thầy, con đi tu mấy ngày về nó bỏ con nó đi rồi thầy. Như đức nói ông dở quá mà lỡ đây còn nói. Bây giờ ông coi, ông chỉ có một con vợ thôi mà nó cũng bỏ ông, là ông phải công nhận ông dở. Hiểu không? Ai người ta có của người ta cũng quý của, con vợ ông nó lại bỏ của mà nó chạy lấy người. Hiểu không? Ông vợ còn lại đem mét nữa. Ông coi nè, nữ đi theo tôi đông cỡ nào, có ai bỏ tôi không? Tôi đi qua bên kia có 2 ngày thôi là bên đây họ đã nhớ, họ ra tới ngoài cửa họ đợi, họ đón, đúng không?
Cả mấy cô nó vô cộng tu người ta còn lỡ người ta đón. Ông có một của cải này thôi mà cũng bị mắc của. Ông đừng có nói chứ dở là tại ông không biết cách cư xử. Nhớ như vậy, cái cư xử nó quan trọng lắm. Quý vị biết vì sao một cái nhà hàng mà người ta bán đồ ăn mắc không? Vì cái cách phục vụ của người ta nó đặc sắc. Người ta vô là người ta có một người dạy cho cái ban phục vụ như thế nào, thế nào, thế nào. Cách giao tiếp làm sao, cách đứng làm sao, cách chắp tay làm sao, cách thưa với khách làm sao, cách hỏi khách làm sao. Còn tiếp tăng đứng phía trước phải giao tiếp làm sao, dáng dốc làm sao, gương mặt phải làm sao. Mỗi một cái quốc gia đến cái nhà hàng đó là phải tiếp làm sao, nói chuyện làm sao. Và người ta phải học qua cái cách sống của cái quốc gia đó là mình phải giao tiếp và họ thích ăn món gì. Khẩu vị ăn của đất nước đó là ăn sao. Đâu có đơn giản đâu quý vị. Hiểu không? Đó. Rồi cái trang phục đó là phải phục vụ một cái quốc gia đó làm sao. Và cái căn phòng đó là cái nước đó ở là người ta phải trang trí làm sao. Hoa là làm sao là người ta qua nước này mà ta vô cái phòng ở, người ta thấy hoa chưng là tượng trưng của đất nước người ta. Đạt tới trình độ vậy đó quý vị. Thành công, thấy không? Vì mình đến với con người mình cũng phải có khả năng ra lăng làm sao mà nó có trí tuệ chứ, hiểu không? Nên có những người tự nhiên là vợ chồng của nhau rồi nó khô khằn sỏi đá luôn. Ngày xưa còn người yêu của nhau thì nó ghê lắm. Tổ nó suy nghĩ cái ngày lễ, ngày phụ nữ làm sao, mua hoa gì, mua quà gì để tặng cho bạn. Nhưng mà khi mà người ta làm vợ rồi là mất tiêu ngày đó luôn. Bởi vì người ta bỏ mình là phải rồi. Hiểu không? Có nghĩa là con người quý vị biết rằng như một món ăn mà nó đang nguội thì phải cần hâm lại mới ăn. Thì người đã đến với nhau đừng để cho nó nguội. Phải thường xuyên hâm nóng. Hiểu không? Người đàn ông mà nó phải hoạt bát, nó phải có cái trình độ sống làm sao để cho người ta thấy rằng ở bên cạnh mình ta bình an mà ta vui. Nó người phụ nữ như một loài hoa mà người đàn ông cũng như là cái khả năng chăm bón, không khéo léo chăm bón kiểu như là tiêu, hiểu không? Đó, giống như bây giờ hoa hậu Kim Thoa mà đẹp được vậy là nhờ ông chồng ông khéo léo ông chăm bón. Thấy không, rõ ràng không? Người ta im điềm ít nói nhưng mà người ta khéo léo chăm bón. Nên khi Nhật Đức nói những đoạn này mà anh ngồi anh nghiền ngẫm, anh nghe, anh để ý. Hiểu không? Để gọi là chăm bón sự hạnh phúc của gia đình qua cái hành động của mình quan trọng. Thí dụ như mà mình là một người phụ nữ đi, chồng mình nóng tính, mình phải hiểu chồng mình nóng tính. Khi nó nóng tính mình đừng có nóng theo. Nó nóng tính mà mình nóng theo là mình châm xăng dầu vào lửa. Người đàn ông nó chỉ nóng có một lúc nào thôi à. Khi nó nóng lên mình nguội. Nguội mình mới đột phá nó được. Hiểu chưa? Quý vị có biết cái môn võ mà Thái Cực Quyền không? Nó, người ta dùng nhu để chế cương. Thấy không? Ta quýnh rất nhẹ, cái đòn ra rất là nhẹ. Nhưng mà những cái người mà quýnh đòn mạnh với người ta là chết. Nên từ nơi đó người đàn ông nó ra đòn rất mạnh. Nhưng mình phụ nữ mình thấy nó ra đòn mạnh quá nên mình phải nhu. Thấy không? Mình chế ngự liền. Theo quý vị, là chồng nó đang quá nóng tính rồi thì thôi mình lúc đó mình hạ mình xuống. Anh trời ơi, sao mà nóng dữ vậy? Nóng kìa, bữa nay nổi mụn rồi kìa. Không, nóng rồi, bữa nay nổi mụn rồi. Không, nè, uống ly nước đá nghe. Trời ơi, quý vị ơi, khi nó nguội xuống rồi đó nghe. Rồi có những giây phút khoảnh khắc của vợ chồng á, quý vị nhéo lỗ tai nó cỡ nào cũng được. Bị cú trên đầu, bị gọi trên đầu. Được hết chứ? À, quý vị có không? Đó, có đấy chưa? Thấy không? Nè, thấy không? Mà nhưng mà lúc nó nóng một phát thôi mình nhìn. Mình cương theo nó quýnh mình á. Hiểu không? Ví dụ như mà đang tức mình lại mình đưa mặt này quýnh đi. Trời ơi, nó đâu có muốn đánh đâu mà mình đưa cái mặt ức của cái bóp. Lỡ quýnh rồi sao? Xin lỗi chăng nữa cũng quất vô mặt cái rồi. Đúng không? Dễ thì ghê.
Mình là người phụ nữ mình khôn, người ta vừa đưa tay lên mình làm sợ quá, sợ quá. Không có người đàn ông nào mà tới đi đánh người đàn bà vậy. Người đàn ông mà đánh kiểu đó thì như Đức nói người đàn ông này hết xài. Mình đã chuẩn bị đánh người ta mà người ta sợ hãi, người ta rút đầu lại, mình nỡ đánh người ta. Mình là đàn ông trượng phu mà, mình chỉ đánh cái người mà nó hung bạo với mình thôi. Đó là đờ nghe chứ không phải nói đạo nghe. Đờ á, hiểu không? Bây giờ những Đức hỏi vị, nếu mà những Đức là người bình thường thôi, nói mà tự nhiên mình tức lên mà mình chưa đánh vợ, vợ kêu đánh đi. Mày mà kêu đánh đi mà không lẽ tao không dám đánh? Ghen hả? Đúng không? Để cho nó biết mình dám đánh nó. Để cho nó biết, tại vì em đó, mai mốt nói lại, tại em ngu quá. Lúc anh nóng mà em đi đưa cái mặt ức đánh đi, không lẽ anh không đánh gì còn gì là đàn ông? Đó, thấy không? Đúng không, phải không? Rõ ràng. Đó. Nên á, khi chồng mà vừa tức mà chuẩn bị đánh mình làm nó thật sợ quá. Ai với đâu mà, có với đâu mà. Ai đánh được mấy bà? Ai đánh được mấy bà? Xong ông nguội rồi mình nói quê. Bị lừa quê quá, thấy chưa? Quý vị mà như vậy thì một người phụ nữ cực kỳ dễ thương. Nữ cực kỳ dễ thương. Đúng không? Ví dụ như mình là một người phụ nữ cực kỳ nghiêm túc với bao nhiêu người đàn ông khác, nhưng đối với chồng mình là một người phụ nữ cực kỳ dịu dàng. Vì mình có quyền dịu dàng với chồng mình thôi. Hiểu không? Chứ mình đi dịu dàng với bao nhiêu người đàn ông khác thì quý vị có ngày á. Có chuyện gia đình lu bu, đúng không quý vị? Cái này như Đức giảng là đang giảng về đạo đời nghe quý vị. Nên như Đức nói rõ ràng quý vị nghe từ đạo lẫn đời đó. Bài giảng người ta làm gì mà. Đúng không? Đó. Nghe gì thấy thấy tôi à. À. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người mình quý vị thấy, quý vị nghe pháp quý vị thấy có cái lợi ích chưa? Quá lợi ích luôn. Đúng không? Nên khi vợ chồng sống trong gia đình mà chia tay nhau, một phần là duyên nợ đã hết, một phần là cái hành động của mình làm cho hết duyên hết nợ. Quý vị nhớ, nếu như một con người mà biết gầy dựng cái duyên cái nợ giữa con người đến với con người với nhau thì quý vị sẽ ít bao giờ đi đến chia tay lắm. Nhưng do chúng ta phí phạm về tình cảm, là chúng ta không biết bồi dưỡng cái tình cảm, chúng ta không biết lấy cái giọt nước từ bi để mà tưới tẩm cho cái tình cảm chúng ta đang gặp với nhau trong cuộc đời này, mà chúng ta lấy nước sôi không à, chúng ta chế vào cái tình cảm đó, nên tình cảm chúng ta bị đổ vỡ là tại mình một phần rất là lớn. Hiểu không quý vị? Đó. Nghĩa là mình luôn luôn mình đem cái ngã, cái ta của mình ra, mình tự hào tôi cũng kiếm tiền được, ông cũng kiếm tiền được, tôi cũng có thể giao tiếp được, ông cũng giao tiếp được. Nên cái tình cảm với vợ chồng nó rất dễ đi vào cái chuyện chia tay nhau. Nhưng mà thật sự quý vị, khi mình chia tay nhau rồi chúng ta cũng bước thêm bước nữa, nó lại mang tiếng hơn là chúng ta thà sống với một người đó đã có duyên nợ gặp nhau rồi, chúng ta cố gắng chúng ta bồi dưỡng cái tình cảm cho đặc biệt. Mình đã đặc biệt rồi mà người ta vẫn quyết định bỏ mình thì đây chắc là chúng ta hết duyên hết nợ rồi. Thì thôi, mình cũng tặng đáy lòng mà quý vị, thấy không? Quý vị thấy không, bây giờ Phật tử Nhân Đức mà hướng dẫn quý vị gì, không có ông chồng nào nghe mà không cho quý vị là đang nghe pháp chứ. Nói rất có tình có lý. Nhân Đức đâu có nói kêu quý vị đi tu đâu. Đâu bao giờ nói mà kêu quý vị đi tu, bỏ nhà, bỏ cửa đi tu, giải thoát gì đâu. Mà như Đức nói quý vị, mỗi nhân viên thì sao bị tu gì? Mỗi một con người đều tu được. Mình làm chủ, làm Bồ Tát chủ, làm công, làm Bồ Tát làm công. Làm ca sĩ, Bồ Tát ca sĩ. Làm tu sĩ thì Bồ Tát tu sĩ. Thấy không? Mình làm vai trò nào, Bồ Tát vai trò nấy. Chứ đâu phải là Phật Pháp là đi cạo đầu hết trơn đâu. Nên có người có duyên đi vô chùa, có người có duyên tu ngoài đời, có người có duyên tu trong mỗi một công việc của chính mình, áp dụng làm sao cho phù hợp, đúng không? Đó. Nên mình nghe gì rồi quý vị thấy nó thoáng cái tâm, nó nhẹ nhõm con người dữ lắm. Chứ nó không phải nói là bây giờ quý vị là cư sĩ, quý vị tu, quý vị thành tựu không bằng người xuất gia. Không có chắc gì đâu nghe. Nếu mà xuất gia mà không lo tu thì thành tựu cũng không bằng cư sĩ. Thí dụ như hình tướng Nhân Đức là người xuất gia là tu, nhưng mà Nhân Đức lại không tu. Nhân Đức khuyên quý vị tu mà Nhân Đức không tu. Còn quý vị lại nghe lời Nhân Đức quý vị tu thì quý vị phải thành công hơn Nhân Đức chứ. Đúng không? Thành công hơn. Nên từ nơi đó mà đừng có nói là cư sĩ người ta thành công không bằng mình.
Người ta có khi người ta cực khổ, người ta chịu làm, người ta có cuộc sống, mà người ta đi tu, người ta còn biết bố thí cúng dường, người ta còn làm nhiều việc thiện. Còn như những đức là mình hướng dẫn người ta, người ta cúng dường mình có cuộc sống, là mình phải lo thêm cái mảng đó, thêm một chút nữa. Nên từ nơi đó mà quý vị làm cư sĩ thì cứ tu theo vai trò cư sĩ, làm sao mà thấy nó phù hợp nhất. Nên có cái cô kia, cô gặp như thế, cô nói: dạ thưa thầy, con hỏi thầy, bây giờ con thích cạo đầu quá ở ngoài đời, mà con muốn cạo đầu để con lo tu hành cho nó thanh tịnh cái tâm. Những đức nói nó thanh tịnh cái tâm, nó không phải là cạo đầu hay để tóc, mà nó thanh tịnh là nó thanh tịnh thôi, chứ tóc hay cạo đầu gì nó bất ổn thì cạo đầu nó cũng bất ổn. Nhưng mà mình ở ngoài đời mà mình đi cạo đầu thì thấy cái đầu chuỗi lũi bằng đồ đời thì coi nó kỳ quá, hiểu quý vị? Nên mình để tóc, ngoài đời mình để tóc, còn trong chùa thì cạo đầu, tại vì vô chùa rồi nên người ta mới kêu là thầy chùa. Đúng không? Đúng không quý vị? Nên thì nó rất là rõ ràng thôi, chứ mà tự nhiên mà. Rồi có những người nó nói: dạ thưa thầy, con có cái lời thề là ngày tháng 7 này con phải cạo đầu, nhưng mà con thấy cái việc của con cạo đầu nó bị trở ngại nhiều thứ quá, như vậy con không cạo đầu có mắc lời hứa và bị tội lỗi gì không thầy? Nhưng đức nói cái chuyện cạo đầu cô hứa với chờ Phật, không ai mà đi cằn tóc của cô làm gì. Cái chuyện đó là cái chuyện cô hứa thôi. Thí dụ như mình tu đạo, mình phát nguyện cả đời mình tu đạo thì mình cố gắng mình tu đạo. Cái chuyện này nó quan trọng, lo mà tu đạo cho tốt, hiểu không? Còn cái chuyện mà cái mái tóc của mình ở ngoài đời á, mình lỡ lúc đó mình không hiểu, mình hứa con cầu nguyện cái đó vậy con cạo đầu. Ủa, tự nhiên là cạo đầu cái được cái lời hứa đó hả? Vì trong chùa này cạo đầu chùa lũi gì chắc làm cái gì cũng được hết trơn. Nó có đúng vậy quý vị à. Nó nên mình đừng có học Phật mà mê tín vậy. Phật pháp dạy mình chánh tín chứ đâu phải là mê tín đâu. Nhớ nghe. Giống như có anh gặp những đứa anh hỏi: dạ thưa thầy, con đã từng quy y một vị thầy mà thầy con không có tu hành gì hết chứ. Nhưng mà con đã quy y thầy đó rồi thì con kêu thầy là sư phụ rồi. Nên từ nơi đó tất cả những cái gì thầy dạy con không có dám cãi. Nhưng mà có nhiều cái con thấy đi ngược lại cái lẽ sống cuộc đời quá. Con hỏi thầy con phải làm sao? Nhưng đức nói Phật pháp là dạy người ta trí tuệ. Nó ở ngoài cổng chùa có bốn chữ đó: di tuệ thị nghiệp. Di chỉ có trí tuệ là sự nghiệp lớn nhất của đời người. Hiểu không? Ví dụ như giờ mình theo một ông thầy, nhưng mà ông thầy này ông dạy mình những cái điều đi ngược lại luân lý đạo đức, bản thân chúng ta dù là học trò cũng không nghe. Không nghe. Nên mình đến với một vị thầy, mình coi cái công hạnh vị thầy đó, để mình học cái công hạnh đó để mình tu thì nó đúng. Công hạnh đó quý vị. Còn nếu như mà mình gần vị thầy đó, ngài thầy đó không có làm một cái chuyện gì lợi ích, không có công hạnh gì hết, vậy thì cái việc này mình nên suy nghĩ lại. Hiểu không? Mình đừng có bị mù quáng quý vị à. Mình mù quáng là mình thất bại đấy. Con đường chúng ta bước lại chỗ này, chúng ta thấy nó không được, thì chúng ta có cơ hội chúng ta phải nhìn chỗ khác nó tốt hơn. Con người nó phải có cái trí tuệ chứ. Chứ nó phải là nó đi vào con đường mù quáng, bị buộc ràng, cấu thúc cứ ngắt đó. Hiểu không? Rồi có câu của nó rằng: Thầy, con đến ngôi chùa đó con thường ở tu, mà khi mà con giờ thích niệm Phật không, mà chùa đó không có chuyên niệm Phật. Con ít đến chùa nhưng lâu lâu con cũng nghe lời thầy, lời đó cúng dường rồi xong rồi con về thôi. Nhưng mà con lỡ con gặp vị thầy nói rằng nếu mai mốt mà không đến đây tu nữa thì mai mốt lỡ nhà có cái gì thì đừng có kêu tôi nghe. Bây giờ con hỏi thầy, nói như vậy thì con phải làm sao? Những đức nói bây giờ tôi không nói làm sao, nhưng đặt tôi vào cô tôi sẽ không đến đó nữa. Tại vì sao? Không cần thiết phải đến. Hãy nhớ kỹ, giữa con người đến con người nó không có một cái gì để chói buộc người ta chứ. Chúng ta nên đưa lên một tư tưởng cho người ta, để cho người ta nhận thức tư tưởng đó, rồi người ta ở trong tư tưởng đó để người ta sống. Người ta tiếp nhận qua tư tưởng lợi ích, rồi dù mình có đuổi người ta cũng không đi. Nhưng nếu mình dùng cái cách này cách kia để buộc ràng người ta thì đây nó không bao giờ đi vào tồn tại. Công nhận không? Nó cả con quý vị trong cái thời cuộc này cũng vậy, cả con mình luôn đó. Con mình nuôi nó lớn lên nghe quý vị, nó có những cái ý nghĩ chọn lựa của nó. Quý vị cũng đừng bao giờ quá bắt ép nó.
Tại vì nó sống trong cái xã hội phát triển, cái sở học của nó là nhìn theo tư tưởng phát triển. Nên có những cái mà nó muốn quý vị dù biết cái đó là sai, nhưng quý vị cản nó không bao giờ được. Quý vị hãy niệm một câu A-di-đà-phật tùy duyên. Hiểu không? Nên nếu như mà quý vị mà sống như vậy thì thôi, nó quá đặc biệt luôn rồi. Quý vị đâu có khổ gì đâu. Nó rồi thí dụ như bây giờ con cái mình nó lớn lên rồi, bây giờ nó chọn cái đối tượng của nó, mình cản cũng không được, tùy duyên nó, nó chọn lựa. Nhớ nghe. Nên mỗi một người á, đừng có tự đi chuốc thêm cái khổ cho mình. Mình chuốc thêm cái khổ cho mình là chính bản thân mình đi khổ. Nó cũng như những đức mà nói mà ở dưới quê, ở dưới quê ngày xưa mà quê ở dưới An Giang mà Tân Châu, thì vị biết rằng là dùng quê mà khổ nghèo, nhiều cái khổ nghèo quá. Con người mình nó có một cái hướng gì mình muốn phát triển chính mình lại. Nó có nghĩa là nó có một con đường, nó có một phương hướng để hướng đến cái tương lai. Chứ ai mà đi dậm chân một chỗ khổ hoài quý vị. Đó, nên khi quý vị mà buồn cái gì thôi, thì quý vị suy nghĩ rằng cái buồn này nó có lợi ích gì không? Cái buồn này có lợi ích gì không? Mỗi lần mình buồn là một lần kinh nghiệm. Mỗi lần mình vui là mình được kinh nghiệm. Buồn mình suy nghĩ coi cái buồn này nó có kết quả gì. Khi mình buồn mình sẽ như thế nào? Thì mình thấy nó không có lợi ích gì. Nên mình nói với mình từ hôm nay mình không có buồn nữa. Mình không có buồn nữa. Rồi cái, nó có những cái niềm vui. Nên những đứa đã từng giảng của bài giảng là niềm vui đi đến giải thoát, niềm vui đi đến đọa lạc. Nó có niềm vui đi đến giải thoát nha quý vị, và nó cũng có niềm vui đi đến đọa lạc. Công nhận không? Nên mình buồn mình cũng nhận thức được, mà mình vui mình cũng nhận thức được. Mình vui có cái niềm vui này nó là vui làm sao? Nó vui mà nó có đi đến cái niềm vui mà đạo đức giải thoát không? Hay cái niềm vui này là cái niềm vui đi đến đọa lạc khổ đau, cái niềm vui tiêu cực của cuộc đời. Nó có những cái niềm vui mà người ta đi tiêu cực đến cuộc đời đó quý vị. Thí dụ như bây giờ có những người ngoài đời người ta đi đua xe cũng là niềm vui mà tiêu cực. Phải không? Đem cái thân cha mẹ cho mình không biết quý báu. Mình đem cái thân cha mẹ cho mình đi đua xe lỡ té, gãy tay gãy chân phải bắt hiếu không? Có những cái mối đạo người ta không cắt tóc nha quý vị. Người ta dính vào cái chỗ đó, người ta nói là răng và tóc là gốc con người. Từng lớp da này, từng cọng tóc này đều là của cha mẹ cho người ta. Nên người ta để tóc dài để tưởng nhớ cha mẹ. Có những mối đạo quý vị, nghe không? Còn trong đạo Phật thì nó vượt qua cái chỗ đó luôn. Nó muốn giải thoát để đi đến chỗ mà giải thoát hoàn toàn, cái đó mới tặng hiếu. Đó. Mỗi cái làm nó đều có cái hay hết quý vị à. Làm sao nó cũng có cái hay, miễn làm sao mình nhìn nhận được cái đó là nó hay. Thì quý vị thấy là nó lợi ích rất là lớn. Những đức nói rằng mình mà học Phật rồi nghe quý vị. Những đức nói nghe, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Phật A Di Đà mô đen dữ lắm. Xin xò lắm. À, bị nhớ nè. Cái thời mà khoa học chưa phát triển gì hết là Đức Thích Ca Mâu Ni ngài đã nhìn rõ ràng còn hơn khoa học. Ngài nhìn rõ từ trong nước là bao nhiêu vi khuẩn sao sao. Còn người phụ nữ vừa mang thai là ngài nhìn rõ ràng là như thế nào, tháng sao, tháng thứ hai sao, tháng thứ ba sao, tháng thứ tư sao, rồi 10 tháng sao. Mà trong khi Đức Phật nhìn cặp mắt bình thường mà Đức Phật nhìn rõ ràng nói ra trong kinh Du Lan luôn. Rồi nhìn vào nước thấy rõ ràng bao nhiêu vi khuẩn gì đâu vào đó hết. Mà trong khi khoa học chưa phát triển. Sau này khi khoa học phát triển rồi, Đức Phật thì khoa học mới công nhận là năm vóc sát đất kính trọng Đức Phật. Nên rõ ràng Đức Phật là nhà đại khoa học đó quý vị. Nếu là Đức Phật là nhà đại khoa học, một nhà rất là mua đen, vậy thì làm sao quý vị học Phật mà quê mùa được? Học Phật làm sao quê mùa? Quý vị thấy có cái gì những đức chỉ quý vị mà học Phật tiêu cực và quê mùa không? Nó, có một lần những đức gặp cái đôi vợ chồng này, họ siêng tu ghê, họ niệm Phật, họ muốn giảng sanh ghê, không biết nghe ai chỉ. Cái nhà của họ bị cắt làm đôi, chặn cái vách lại, nó làm cái lỗ nhỏ xíu. Vợ bên đây nấu cơm, đưa tô cơm cho chồng ăn bên kia, chồng không được qua vợ, vợ không được qua chồng. Cố gắng niệm Phật để giải thoát. Gặp những đức nói thôi, phá cái vách sớm hơn đi, chơi cái này thấy không ổn. Thời gian
mà mình bứt cái vách đó còn nguy hiểm hơn. Thà bây giờ mình chủ động phá cái vách, đi con đường dài vẫn chắc bạn ơi. Tu hành hay làm bất cứ nghề nghiệp gì cũng đòi hỏi là bạn phải đi con đường dài. Vì bạn đi con đường dài bạn mới thành công, đúng không? Như những đức đi tu phải bỏ cả thời gian mười mấy năm nay, nó mới đi tới ngày hôm nay, đúng không? Nên khi á, mình đọc một quyển sách nào mà người ta viết rằng là đây là một phương pháp đi đến chỗ thành công, mình đọc mình nhìn trong đó toàn là nói cái thành công không, quyển sách này không có đọc. Không có đọc. Vì bạn nhớ rằng sự thành công của bạn phải có một cái giá rất cực khổ bạn mới đi đến chỗ thành công. Bạn luôn luôn bạn nói cái thành công của bạn là bạn đang tự hào với cái ngã của bạn. Nên quyển sách này là bản sách kiêu ngạo ngã mạn, không nên đọc quyển sách này. Đọc quyển sách này cực kỳ nguy hiểm. Vì mình giống như bây giờ mình leo thang từ đây đến nóc nhà thì phải leo từng mắt thang mới lên tới nóc nhà. Còn bây giờ nó viết một phát một là đi tới nóc nhà. Mình nhảy hoài không tới nóc nhà mà có khi té gãy tay gãy chân gãy gân. Đúng không? Bây giờ những đứa hỏi bây giờ tất cả các anh ca sĩ ngồi đây như giờ Quách Tấn Du đồ này kia, đi đến chỗ là một ca sĩ nổi tiếng ví dụ đi, thì cũng phải đi từ con đường cực khổ mới bước lên nổi tiếng chứ. Đúng không? Ai cũng phải đi từ cái mắt thang khó khăn quý vị à. Chúng ta phải có sự giao tiếp, phải có sự hỗ trợ, có sự giúp đỡ mọi mặt luôn cho chúng ta mới đi đến chỗ thành công. Như những đứa hôm nay ngồi ở đây làm gì, đâu phải dám nói mình tự hào mình thành công, trong khi phía sau người ta bao nhiêu người đang hỗ trợ mình kia. Rồi thầy mình giúp đỡ, bao nhiêu người đang hỗ trợ Phật tử, hỗ trợ tư tưởng, tiền bạc vật chất, những đức mới làm được những việc ý nghĩa này. Nên sự thành công của chúng ta mọi người đều phải có người hỗ trợ. Nhớ nghe. Đó. Nên mọi người mình nhận thức được gì thì tức khắc mình đọc quyển sách mình hiểu là tác giả viết quyển sách này như thế nào. Nếu mà tác giả viết quyển sách đó mà nói từ cuộc đời khổ đau rồi mới đi đến chỗ thành công thì quyển sách này coi được. Còn nếu như viết toàn là thành công thì không coi. Như sự thành công á, trong cái cuộc đời đâu phải là nói đơn giản mà tự nhiên làm là thành công đó quý vị. Phải tin vào phước báo nữa chứ. Bạn mà không có phước, không có duyên, bạn có giỏi bạn cũng không nổi tiếng. Giỏi cũng không nổi tiếng. Bạn vừa có tư tưởng, có tâm huyết, nhưng bạn phải có duyên, có phước và gặp thờ. Bạn mới gặp thờ. Nhưng cái thờ của bạn gặp là từ đâu nó có thờ? Từ phước báo nó dẫn bạn đến cái thờ của bạn. Còn bạn mà thiếu phước thì bạn không có duyên. Mà bạn không có duyên phước thì đố mà bạn có thờ. Đúng chưa? Nên thí dụ như một ca sĩ cực kỳ nổi tiếng nhưng trước công chúng lại là một người tình cảm rất mặn nồng, tình cảm thân thương, tình làng nghĩa xóm, thì tự nhiên cái người ca sĩ này nổi tiếng hoài, nổi tiếng suốt luôn. Không. Mà khi mà nổi tiếng lên mà chảnh chẽ ba lá hẹ luôn nha. Ngày xưa chưa nổi thì bắt đầu mà ai mời cũng hát chứ. Khi nổi tiếng rồi sao? Suy nghĩ lại nha. Show này nhỏ quá nha. Mình ngày xưa là từ show nhỏ mình lên được show lớn. Thì bây giờ gặp show nhỏ cũng phải hát để cho người cái show lớn thấy cái tấm lòng và cái đạo đức của người ca sĩ này, người ta mới mời mình. Nó thành công chứ. Nên tôi giảng pháp có thể mấy chục ngàn người nghe công chúng, nhưng mà khi tôi nói chuyện một người tôi cũng nói, mà không người tôi cũng nói luôn. Có không? Đức giảng pháp không người quậy mà. Ngày nào nhà đứa cũng giảng pháp không người mà. Ngồi có một mình thu âm giảng đó. Nó, thấy không? Ví dụ như giờ một ca sĩ này nổi tiếng như giờ, ví dụ như giờ Hoa hậu Kim Thoa hay là Quách Tiến Du hay nhiều Dương Ngọc Thái rồi đi, nổi tiếng đi. Thí dụ, bây giờ bữa nào gặp bà già bà đi xin là bà cụ, để con hát bà cụ nghe nghe. Trời ơi, cái tấm lòng đó quý vị ơi, cái tấm lòng đó nó đặc biệt lắm quý vị ơi, quý vị. Nó trang trải cái tấm lòng đó, dữ lắm quý vị à. Yêu nghề á, yêu nghề. Rồi tự nhiên mình hát xong rồi cái đầu bữa nào mình lên mình diễn cho công chúng, mình đứng mình nói kể ra, bữa đó tôi gặp bà cụ già như vậy, thấy tội nghiệp ghê. Bà cụ bà nói một câu là bà xưa giờ chưa từng bao giờ được sân khấu, có đi vô sân khấu nghe ca sĩ hát, mà có anh ca sĩ nổi tiếng ảnh đứng ảnh hát cho bà nghe, mà bà cụ bà vui mà bà chảy nước mắt. Mình kể câu chuyện đó lại thôi là mình đã ăn khách. Đạt cái gì đỉnh luôn, không phải giỡn đâu nghe.
Đây là cái góc độ của Phật Pháp dạy. Quý vị thấy Phật Pháp nó có quê không? Nó có quê đâu. Phật Pháp đi vượt thời đại mà quý vị. Nhà Đức nói quý vị nghe, bao nhiêu con người ngồi ở đây đâu phải bị tầm thường đâu. Nhiều người ở đây nào là cô giáo, rồi hiệu trưởng trường học, rồi đủ chuyện trong đây nè. Rồi danh nhân làm ăn lớn rồi thì ngồi trong đây hết. Rất là nhiều trong đây. Không, không lẽ quý vị đi nghe một ông thầy học lớp 3 giảng gì vậy? Nó không có kết quả gì chứ, nghe ông thầy học lớp 3 làm gì? Học lớp 3 mà còn ở lại 9 năm nữa. Hồi xưa ba nhà Đức ông phán câu này là nhà Đức không muốn học. Tại ba nhà Đức ông làm ruộng, nhà dưới quê miền Tây mà. Thì bây giờ có hai mùa lúa còn nhiều nước ngập. Thì tay làm hàm nhai mà tay ngưng thì hàm nhịn. Ba nhà Đức ông nói một câu nè: mày cố gắng mày học, mày đọc chữ được rồi. Dù mày có học nhiều cỡ nào nhiều nhưng mày cũng đi làm ruộng. Thì nhà Đức nói với ba nhà Đức này, ba nói câu này con chịu. Con này con chịu. Mình là không muốn học nữa. Cái gì ba mình nói bây giờ tao đời tao khổ quá, tao nghèo quá, vì tao ít học. Mày cố gắng đi, sau này mày thành đạt mày phải cố gắng học nghe. Thì mình cố gắng. Ông nói tao làm ruộng thì mày nhất định làm ruộng. Mày có học nhiều thì mày cũng làm ruộng. Mình nói à, ba nói câu này là con chịu nó nghe. Con chịu đó nghe. Nên mình đi học ngày xưa dưới quê mà mình đi học mà cứ đi bộ. Đi bộ đi qua mấy cây cầu khỉ đâu này kia, đi bộ. Vậy mà cái ở trong cái cặp của mình lúc nào mình cũng để chiếc dép lết. Chẳng lon chơi vậy đó, được không? Nó trốn đi coi phim chơi vậy đó. Nên từ nơi đó mà học tới lớp 3 mà ở lại 9 năm. Sau này có người hỏi Nhân Đức là ôi sao mà thầy học dở dư ở lại 9 năm. Nhân Đức nói ở lại lâu học được nhiều. Ở lại lâu học được nhiều. Tôi có ai trung thành với cô giáo thầy giáo bằng tôi. Nên 9 năm đó là trường tiểu học tôi biết thầy cô giáo sạch hết luôn. Trong cái trường học đó cửa nẻo sao biết hết luôn. Tôi ở là thời gian lâu quá quý vị. Cuối cùng Như Đức làm lớp trưởng. Người ta thường lớp trưởng là học giỏi mới làm lớp trưởng. Còn Như Đức là do lớn quá mà làm lớp trưởng. Quá trời dở luôn. Thì thấy kể chuyện đơn giản quý vị thấy thích nghe mà đúng không? Đó. Nên mong rằng cuộc đời con người chúng ta đến với nhau quý vị, đạo đức, chân thật, uy tín, và sống làm sao có nghĩa khí một chút. Giữa con người đến với con người. Sau này cuộc đời chúng ta ra chết rồi quý vị, chứ không ai sống hoài đâu. Hùm chết để da, người ta chết để tiếng. Con người chỉ có thờ ngắn ngủi thôi. Chúng ta thấy tất cả những người đàn anh, đàn gì của chúng ta từ từ cũng đi xuống hết. Thì chúng ta cuối cùng cũng đi xuống. Như những Đức thấy có nhiều thầy cũng nổi tiếng, sau này cũng già cũng chết thôi. Vì cuộc đời như Đức ngày mai mốt cũng chết thôi. Nên thôi chúng ta hãy sống trong cái thời của mình cho nó đẹp đi. Đó là ý nghĩa nhất nha quý vị. Bắt cái lo hai bên lớn một chút. Nếu như mình ngoài đời thì chia sẻ về đời đạo. Còn mình trong chùa thì mình chia sẻ về đạo đời. Thì nhớ là mỗi một con người chúng ta muốn thành công cái sự nghiệp gì trong cái cuộc đời này đều bắt nguồn từ chữ tín. Như mình niệm Phật mà thành tựu cũng từ lòng tin. Đúng không quý vị? Nếu như con người mà mất đi cái chữ tín thì chịu thua, thì thất bại chắc chắn luôn. Nói là nghèo chưa đáng sợ, ít học chưa đáng sợ, xấu chưa đáng sợ, mà sợ nhất là mất chữ tín. Sợ nhất mất chữ tín. Mình làm cha mẹ người ta nghèo đó, nhưng mà mình lại gây dựng cho con mình một cái đạo đức và chữ tín tương lai nghe quý vị. Và mình dạy con mình nghèo cho sạch, rách cho thơm, có tương lai. Còn nếu như mà mình mà không gây dựng cho con cháu mình chữ tín, nói chuyện thật thà, thì cứ như hết thờ. Gia đạo này cứ như lúng luôn, lụng bại luôn.
Một con người giàu, thiệt là giàu, có địa vị, nhưng mà mắc chữ tính cũng thất bại. Thí dụ như mình hứa cái gì với chùa, hoặc mình hứa cái gì với ai, mà mình hứa xong rồi mình thấy bữa nay mình có cái chỗ lợi ích nhiều về vật chất, mình bỏ lời hứa, mình đi chạy theo vật chất, người này là người thất bại, chắc chắn thất bại. Nên mình là người kinh doanh làm ăn, thí dụ như cái hợp đồng này mình lỡ mình hứa mình ký hợp đồng với người ta mà đúng hợp đồng này mình bị lỗ, nhưng mà phải ký cái hợp đồng này, vì cái hợp đồng này lỗ nó còn cái hợp đồng khác. Tôi nói với anh cái hợp đồng này tôi không có lờ, nhưng mà tôi hứa với anh là tôi phải làm. Thì người ta thấy mình ta tội nghiệp quá, cỡ nào cũng chia sớt với mình chút, rồi người ta đặt lòng tin với mình, từ đó về sau người ta rủ nhiều đối tác đến với mình. Cái thành công mình là kế tiếp. Thường cái người mình mà thấy lợi trước mắt là mình sẽ hạn hẹp con đường có thành công đi chăng nữa, nhưng kế đó là thất bại, hạn hẹp. Thí dụ như chùa mà chương trình đông người gì, mình hứa một cái gì với chùa chiền, ví dụ mình hứa bữa đó lễ con đến con hát nghe, dù không phải hứa với Nhận Đức nha, mà đã hứa qua trung gian là hứa với Tam Bảo, phải làm việc với Tam Bảo. Nên khi mà hứa là phải hết sức cẩn thận. Nên quý vị thấy Nhận Đức lên chương trình, Nhận Đức cẩn thận. Về hôm mà lễ dí Quan Âm, Nhận Đức thay đổi chương trình chút thôi, mà Nhận Đức không có bỏ cuộc nghe. Mà cái bữa đó quá đông, mấy chục ngàn người, Nhận Đức biết qua bên đây là không được, rất nguy hiểm. Xe đậu chắc Nhận Đức nghĩ nó phải cỡ cây số bốn mặt đường, vì nghĩ lỡ cái chuyện gì ở trong đây, xe xe lớn, xe công nó chạy dữ quá, rồi túa người ra rồi sao. Quyết định thay đổi chương trình, tổ chức luôn bên kia. Nên từ nơi đó nó không có bỏ cuộc, nhưng mà thay đổi chương trình chút. Nên khi mình hứa một cái gì, mình suy nghĩ cho kỹ. Khi mình lên một chương trình gì rồi mà mình mà thay đổi chương trình cái là mất uy tín, nguy hiểm lắm quý vị. Thí dụ như chùa chiền bao nhiêu người ngồi đây gì, mình chỉ cần mình nêu lên chương trình là bữa nay có cái anh đó hát, mà cái anh đó không lỡ hát là duyên phước anh đó bị đoạn lớn, duyên phước đoạn lớn. Nói đây là ví dụ thôi á. Ví dụ là giống như là mình đã hứa rồi thì nhất định phải giữ chữ tín, dù cho là nó gặp một cái xô nhiều tiền cỡ nào, bỏ. Tại vì đã hứa, cái lời hứa nó quan trọng, nó gây dựng cho mình thành công cái đoạn kế tiếp. Nên á, cái này những đức tin lắm quý vị, những đức ngày xưa không có chữ tín gì đâu, phải đợi, không có được cái gì. Nhưng mà khi vô chùa mình được đọc sách bên nhà nho, rồi mình được học Phật pháp, mình thấy đúng là cái chữ tín quan trọng kìa. Chữ tín quá quan trọng. Thấy không? Nên buôn bán làm ăn gì nữa, cái mặt hàng quan trọng. Tại sao mà đồ Nhật nó đứng ở thị trường cao quá vậy? Chất lượng. Nhưng Đức hỏi vị vị mua một bộ đồ mà vì bạn mà nó chất lượng, vị cứ nói cái loại giải đó hoài. Gặp ai thì cũng nói loại giải đó chứ. Thì giải này bán đắt chứ làm sao. Còn mình mua đem về thấy mẫu mã đẹp, mình về bận vài bữa nó rách, mình nói cái loại giải ABC gì đó, giải này nó làm kém chất lượng, mà cái nơi sản xuất ra nó không có đúng đắn, không đàng hoàng. Bây giờ mình đi rải nhiều người mình nói câu đó thôi thì nó mặt hàng nó bị suy sụp, thấy không? Còn đồ Nhật người ta điều truyền miệng, nó nói đồ Nhật là chất lượng, đồ Nhật là chất lượng, nên mặt hàng nó đứng ở thị trường cao, thấy chưa?
Ví dụ như xe hơ của Nhật á, thí dụ đi, mẫu mã nó làm không có đẹp nhiều, nó không có làm quá cứ là nhiều phương tiện trong đó đâu, nhưng mà nó máy móc chất lượng. Còn có nhiều loại xe thì ở trong nó thiết kế nhiều đặc biệt lắm, nhưng mà máy nó không đặc biệt, mà cái máy là cái quan trọng. Lỡ mà giờ nó đẹp cái nào đẹp mà nó chạy giữa đường mà nó tắt máy, nó chịu thua. Còn người ta đã chạy hoài, nó chạy ngon lành, đúng không? Nên thí dụ như những cái hãng xe Innova rồi này kia, người ta đứng thị trường chung chung, nhưng mà nó tồn tại lắm quý vị. Nó chất lượng đó. Nên á, mình kinh doanh, mình bất cứ một cái ngành nghề nào, mình phải dạy cái người làm công phải chất lượng cho tôi. Bây giờ mở ra một cái tiệm rửa xe, phải rửa cho sạch cho tôi. Rửa chậm cũng được, phải rửa cho sạch. Lợi nhuận ban đầu không cao, nhưng mà về sau uy tín. Có được uy tín là có tất cả. Lập uy tín trước rồi mới có tiền sau. Nó cứ lập uy tín cho chắc chắn đi. Cái này là cái quan trọng lắm đó quý vị. Rất là quan trọng. Sửa xe, sửa cho đàng hoàng, thấy không? Mày sửa xong cái máy nó dơ quá, mày xịt cho sạch sẽ cho nó luôn. Mày làm cho ngon lành. Một lần thằng này nó đi đồn ra, công nhận cái tiệm sửa xe đó đặc biệt ghê. Sửa mà tiêu chuẩn. Thêm cái nữa là nhân viên lịch sự, nói chuyện đàng hoàng. Dạy từ cái người làm cho mình phải đàng hoàng, rồi cuối cùng nó mới thành đạt cái sự nghiệp đó. Thấy không? Giống như chùa mình, quý vị đi đến đây, quý vị thấy người trong chùa nó ưa thương họ lắm. Nói câu nó thòng thì ưa thương. Thấy không? Mà thấy dễ thương mà. Người chùa thấy dễ thương đúng không? Dù những ngôn đụng đứng nói chuyện thấy không? Dù như giờ mời quý vị ngồi nãy giờ lâu quá, mỏi chân đồ đứng lên. Nói thêm câu là máu chảy không đều, nói tùm lum tùm la. Nó mắc cười lắm đúng không? Nói chuyện tiếu tiếu. Nó thiệt đúng không? Nhưng mà mình nhìn vậy mình thấy yên tâm. Có người nhìn vậy mà mình yên tâm. Giao cái gì cũng yên tâm. Giống như cua liên bạch đồ đó không? Hịt hạt. Nhìn quê đồ hay lúa chạy vòng vòng, nhưng mà lại cầm tiền tam bảo lo cho cả chùa. Cái gì vậy đấy cũng giao. Đó. Thấy chưa? Tại vì sao không phải các cô khác như đấy không tin, nhưng mà cái cô này cô tỉ mỉ mà cô mình la cô này kia cô không có buồn. Đó, thì thấy chưa? Không biết buồn nhiều nhưng mà lại có cái tâm làm việc đồ cực lực nhiệt tình, xem chùa như nhà mình. Nó cái tính đó, cái chữ tính nó quan trọng ghê chứ. Nên những đức dặn mấy chú chùa mình, khi mà làm cái gì cho ai người ta cho tiền đừng có nhận. Nói nhà chùa lo đầy đủ hết, cứ nói đúng câu thì đừng có nhận. Con người ai cũng có tham vọng quý vị, nhưng mà nhỏ quá đừng có tham vọng chứ. Muốn tham vọng thì tham vọng nó lớn, đừng có tham vọng nhỏ. Nhớ, người phải vậy đó. Ví dụ như mình tham vọng thế giới cực lạc kìa, chỗ mình, điểm mình muốn về đó. Đó. Nên cái chữ tính nó quan trọng lắm quý vị. Nên một người mà mình biết rằng mình sẽ thông cảm cho họ, nhưng người đó mình sẽ cảnh giác họ lắm. Khi mình mời họ cái gì mà họ hứa rồi mà họ từ chối ngang với mình, khi đụng chuyện họ từ chối từ đó thì sao mình không nói tới. Tại vì sao? Không chắc ăn. Hứa, lời hứa nó quan trọng. Từ khi bữa đó mình nằm tại chỗ đi không nổi, chứ còn đi nổi là nhất định phải đi. Đúng không? Thì biết rằng cái thành công của những đức với quý vị là cái gì phải không? Chữ tính. Vì thấy từ khi mà những đức tổ chức khóa tu tới bây giờ ngày Chủ nhật á, mà nó xuyên suốt gần 9 năm về đó, mà chưa từng Chủ nhật nào mà những đức vắng mặt. Kinh khủng thì chứ. Chưa từng thấy luôn. 9 năm chờ mà chưa một tuần Chủ nhật vắng mặt. 9 năm chờ chưa một lần lớp đạo làm con vắng mặt. 9 năm chờ chưa từng một lần nào lại Quan Âm mà vắng mặt. Chưa một lần nào vắng mặt hết. Đúng không? Rồi bất cứ một chương trình gì làm là làm tới.
làm được hết luôn. Nên quý vị tin tưởng, tin những đức đơn giản bình dị, nhưng quý vị lại tin, tin nên đến nó yên tâm, đúng không? Quý vị thấy có bao giờ mà chương trình những đức đưa lên mà có ai mà điện thoại nói ủa chương trình bữa đó có thầy ở chùa không? Chưa từng nghe ai điện thoại hỏi câu này. Tại vì 90 năm nó là Iran rồi. Đó, nên cái chữ tín đấy chứ. Ngày xưa những đức ở một ngôi chùa, mỗi lần mà chương trình là người ta cứ điện thoại mình xuyên suốt rồi. Thầy có chùa không? Thầy có chùa không? Nói trời ơi, thầy đưa lên chương trình là phải ở chùa chứ. Không có khi lên lên nhưng mà không có ở chùa. Đó đó, người ta không tin thấy không? Nên tới đời những đức gây dựng lòng tin cực kỳ quan trọng luôn. Cái thành công những đức là ngay lòng tin. Đó. Rõ ràng quý vị thấy chữ tín quan trọng chưa? Cái này mà không học là thất bại. Thành đạt sự nghiệp trước mắt nhưng thất bại sau lưng, vì mắc chữ tín. Nên cái người mà đã thiếu chữ tín rồi không chơi chung được. Mình chơi chung với họ, họ dễ bỏ mình lắm. Thà chúng ta có một người bạn còn chắc hơn là 10 người bạn mà nó không có chất lượng. Một người chắc ăn hơn. Trời ơi, mình có 10 con vợ mà cuối cùng mình bệnh cái mà không có con vợ nào nuôi, vậy thì có 10 con vợ làm chi? Mình hưởng cái trước mắt nhưng mà nó cũng giống hệt thôi. Thà mình có một con mà cuối cùng mình bệnh đau gặp nạn gì, con này nó cũng bên cạnh mình, đúng không? Đó. Mình có một thầy mà dù dịch bệnh gì cũng cho mình vô chùa, vậy là ngon rồi. Để thấy không, mùa dịch quý vị thấy nhà đức có cho mình vô chùa không? Vô chùa đàng hoàng mà, dịch bệnh cũng vô chùa, rồi dịch bệnh cũng giảng pháp, mà bệnh đau xong là ngồi vậy bắt đầu là giảng pháp liền, phải không? Đó, rõ ràng luôn. Nên cái lòng tin mà nhà đức đi đến chỗ thành công. Nên bài học hôm nay nhà đức nói là bài pháp chia sẻ về đạo đời. Cái này đạo đời gì cũng cần nên nghe chứ. Mắc chữ tín thì nói gì là tu hành. Mắc chữ tín là không chơi được, có giỏi cách mấy cũng đừng có chơi chung với người đó. Vì đã mắc chữ tín là không chơi. Thấy không? Đó. Nên trước nhất là những đức gây dựng với quý vị. Còn cảnh duyên khác thì có hay không có tùy duyên. Riêng miễn sao có những đức là ngon. Hiểu không? Đó. Đó là đặc biệt nhất rồi. Nên quý vị biết rằng có những người họ gặp những đức có nói rằng là khi mình đương thờ gì, có những người người ta đến với thầy, thầy cũng cẩn thận nghe. Nó có gì đâu cẩn thận. Con người ai mà không khôn? Không có ai mà không có cái đầu, ai cũng khôn. Cái người người ta làm đến cái chuyện này là con người người ta có đầu óc, chứ không phải không có đầu óc. Thí dụ như bây giờ cái tầm cỡ tôi gì, tôi chơi tôi cũng lựa người có tầm cỡ chứ, đúng không? Ví dụ như bây giờ hoa hậu Kim Tho chơi những đức thì phải có tầm cỡ chút mới chơi, chứ không lẽ đi lựa ông si cà que, đúng không? Giờ những đức đủ Kim Tho về hát, Kim Tho cũng là hoa hậu, thì nó như vậy nó mới tăng cái tư tưởng lên để hướng dẫn đạo người ta, đúng quý vị? Rồi bây giờ quay lại là cố gắng niệm Phật nha, quyết chí niệm Phật nghe. Bây giờ về đây tu 3 ngày, bữa nay là bữa thứ 3 rồi. Chúng ta tối đêm nay thêm chương trình tối trưa, chiều nè, rồi tối thêm chương trình nữa. Rồi đó là xong rồi là chúng ta nảnh ai nấy về nhà. Mà tôi ở chùa. Yeah. Rồi về cố gắng những gì mình chia sẻ với nhau, thì quý vị thấy cái nào hay áp dụng được thì cố gắng áp dụng cho tôi. Nhớ cái câu cái đề học bữa nay là cái chữ tín nghe chưa? Chữ tín là quan trọng. Nghèo chết bỏ phải giữ chữ tín. Còn khi giàu thiệt giàu cũng đừng nên mắc chữ tín. Đừng có mai mốt giàu rồi, có tiếng tâm rồi lúc đó phủi bỏ chữ tín là có chuyện đi xuống lại á. Nghe không? Rồi quyết tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc quý vị. Ai với đạo Phật. À chúng ta đọc 12 lời đại nguyện Phật cái đi quý vị. À, xong rồi mấy anh ca sĩ hát nè. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện.
thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, liền hoa con hoa xanh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Cả đời chúng ta gặp pháp môn niệm Phật, cố gắng niệm Phật trong mọi hoàn cảnh để cảnh tỉnh mình sống cho tốt, thì cuối đời chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nha. Ai gì đâu. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Hôm nay quý Phật tử về chùa chúng ta dự Du Lan rất là đông. Chúng ta được niệm Phật, nghe Pháp và được phóng sanh cũng thiết thực. Cái công đức này rất là lớn quý vị. Chúng ta nguyện đem cái công đức tu tập này, nguyện hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ, và cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị, và những người ghi giấy cầu an để đây cũng nguyện cầu an cho gia đình quý vị. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cổ quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, anh chị em trong đời này nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngã quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết mà chưa được siêu thoát,
Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chư vị hương linh. Nguyện cho tất cả quý vị thần thức được sáng suốt tỉnh táo, biết nương vào bổn nguyện niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngà kem thấy như cung, tự thực biến thập phương nhất tiết Phật tự cộng. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngô tình chung ngà kem thấy như cung, tự thực biến thập phương nhất tiết hộ tình công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã khi nhự cung, tự thực biến thập phương nhất tiết cô hồn cần. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lục lắng ta bà ha, án một lục lắng ta bà ha, án ngã nga nắng ta bà, thiệt nhật ra hồng, thiệt nhật ra hồng, án ngã nga nắng ta bà, pha việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Ha Tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Ha Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vạn sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta về đây tu tập cũng nhiều người mang cái nghiệp phá thai ấy, nên hương linh thai nhi khổ lắm, nên tất cả chư hương linh chưa được siêu thoát làm cô hồn cũng khổ lắm. Chùa mình thì ngày nào cũng cúng thi thực hết chứ, và nghe pháp niệm Phật, nên hương linh khi về chùa mà đi vất vơ vất vưởng thì khổ lắm. Về đây ở đây tu đi, rồi mỗi ngày gì cúng thí thực cho dùng, nghe pháp niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Còn người sống mà về đây mà thích ở đây cũng ở được nữa. Nên rủ luôn người sống, rủ luôn hương linh nha, ở chùa tu tập để mà giải thoát đi,
mới hết khổ nha. Nam mô A Di Đà Phật. À, chúng ta đọc tam quy y xong mình thả chim quý vị. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật, vui vẻ vỗ tay để thả chim nhé. A Di Đà Phật. 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 Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc nha. À, quý vị xuống nhà ăn cơm. Chúc quý vị ăn cơm ngon miệng. A Di Đà Phật.